Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được đến với một câu hỏi trực tiếp ạ. Alo VTC16 xin nghe. Cho em hỏi là lợn nhà em bị ăn bỗng rượu ấy mà nó bị say rượu ấy, thì em hỏi cách khắc phục. Dạ vâng, xin mời chuyên gia Lê Văn Nam ạ. Vâng, thế thì cái giải pháp mà chống say rượu của lợn thì nó cũng giống như của người thôi. Thứ nhất là những cái phương pháp truyền thống thì đầu tiên là anh phải ngừng không cho ăn bỗng rượu nữa. Và thay vào đó là anh phải tiêm vitamin C liều cao, rồi là có thể uống giấm, uống thêm giấm để giải rượu. Hoặc là thêm nước giấm ạ. Vâng, nước giấm thanh. Giấm thanh, giấm ăn phở ấy. Và anh pha loãng vào, anh cứ một cân lợn thì anh dùng 1cc thể trọng và pha với 10cc nước các bạn ạ. Uống loãng vào, càng loãng càng tốt. Nó không uống được thành bơm cho nó. Và tiếp theo đó thì nếu như anh vừa ăn xong mà nó chưa tiêu hóa hết thì anh có thể là dùng cái thuốc chống nôn, thuốc gây nôn để cho nó nôn ra ngoài. Đúng không? Vâng. Thế là lợn em nó chăn từ 12 giờ trưa hôm qua rồi mà đến giờ này thì cả đàn phải nhét, còn riêng có một con thì nó lại là không tỉnh mà nó cứ nằm nó thở nó mềm nhũn ra. Say quá. Vâng. Vâng, thế anh làm như thế đi nhá. Rồi anh vâng, có thể tiêm trợ tiêm cho nó. Trợ tiêm bằng caffeine. Caffeine. Vâng, ketamine ạ. Caffeine. Caffeine. Vâng, rồi cho uống nhiều nước giấm vào, nhiều nước vào nhá. Vâng. Thế còn theo phương pháp cổ điển đó là anh tìm mọi cách làm cho nôn rồi. Vâng, vâng. Và là tốt nhất nếu nó còn khỏe. Còn và đồng thời là lấy ông bà mình vẫn thường lấy là khi say rượu thì lấy vôi tai bôi vào bốn ngăn bàn chân. Đấy, những cái gì thủ công ở cổ điển thì anh có thể làm được, thì anh làm đấy. Vâng. Em cảm ơn bác sĩ. Vâng. Dạ vâng, và trong quá trình sử dụng bỗng rượu giấm rượu để cho lợn ăn thì tôi nghĩ rằng là khán giả cũng chỉ nên điều chỉnh với một cái khẩu phần thích hợp, khoảng là từ 7 cho đến 10% trọng lượng cơ thể để tránh những cái tình trạng như vừa rồi xảy ra. Và xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi trực tiếp từ hệ thống tổng đài 19006145. Alo VTC16 xin nghe ạ. À vâng ạ. Dạ vâng, xin chào khán giả. Hiện nay thì xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, hiện nay chị đã được kết nối trực tiếp với các chuyên gia của VTC16 rồi ạ. Chị vui lòng giới thiệu họ tên, địa chỉ và đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Cái keo ạ, cái keo lai là mới trồng được khoảng 2-3 tháng nay thì có hiện tượng là bị cắt ngang gốc và nghi ngờ là con dế mèn cắt và xin hỏi là cái biện pháp xử lý ạ. Dạ vâng, thưa chị, đối với này theo tôi thì đúng này, như thế là đây là có lẽ là dế mèn nó đã tấn công. Bởi vì thế cho nên là để tiêu diệt con dế này thì chị cái thực hiện như sau. Cái thứ nhất tức là chúng ta mới chị dùng một ít cám gạo ấy. Hoặc là cám ngô. Chúng ta rang lên cho thơm lên. Rang thơm lên. Xong rồi để cho nó nguội nguội một cái thì chúng ta mới sử dụng là trộn vào đó theo tỷ lệ tức là 11. Cái thì sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái dạng bột đấy, chúng ta chẳng hạn như là dùng cái thuốc gốc ca táp này. Hoặc là thuốc thiamethoxam. Thế thì chúng ta mới sử dụng theo cái tỷ lệ tức là 1 cho với 10, 10 phần cám mà chỉ có 1 phần thuốc thôi. Thế thì chúng ta mới trộn đều vào với nhau. Trộn đều vào với nhau và nếu sau khi trộn rồi thì chúng ta nếu mà thấy nó khô quá thì có thể là vẫy thêm chút nước nó vào để cho nó hơi dính dính. Để chúng ta viên thành những viên nhỏ nhỏ. Xong rồi đem rải vào những cái đường ở đi của dế hoặc là chúng ta rải về xung quanh gốc cây ấy. Thì là dế nó sẽ đến đấy mà nó thấy cám thơm mà nó đã tập trung vào nó ăn. Nó sẽ ăn ở trên cái cám này và trong đó có thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ bị tiêu diệt. Nó bị tiêu diệt. Còn nếu không ấy, thì là chị cứ phải là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thế thì cũng lại mấy cái thuốc như tôi nêu trên đấy. Xong rồi chúng ta rải vào xung quanh gốc. Nhưng mà thường tức là rải như thế để mà mang tính chất là xua đuổi thôi. Xua đuổi thôi chứ còn phải chứ còn thực tế ra là chúng ta dùng cám cái thì để cho dế nó ăn và nó sẽ chết tốt hơn. Mà không những cả dế này và cả dế dũi nữa nó cũng sẽ chết. Không dế mèn mà cả dế dũi nữa cũng sẽ bị tiêu diệt. Và chúng ta nên thực hiện theo phương pháp đó là theo tôi là đạt hiệu quả tốt nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.
vâng, vừa rồi thì chuyên gia Đinh Văn Đức của chúng tôi đã hướng dẫn cho khán giả cách tiêu diệt dế mèn cắn phá vườn cây trồng và chúc cho chị áp dụng thành công để có thể bảo vệ được vườn cây keo mới trồng của gia đình mình.